Miền quê Đông Bắc thân mến, chào toàn thể các cụ nhé. Hôm nay để lời nói đầu tiên trong dịp đầu năm này, mình con Bắc xin gửi tới toàn thể các cụ lời chúc sức khỏe và chúc cho các cụ luôn gặt hái được rất nhiều thành công và gắp được nhiều Hugo các cụ nhé. Hôm nay thì trước mắt các cụ màn hình đây thì các cụ có thể thấy đây là nguyên liệu của một ổ mồi bột thì em đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Gồm những thứ thì không cần phải giới thiệu cụ, chứ là một bát gạo nếp. Và đây là cái đặc biệt nhất các cụ nhé, ở trong bài nguyên liệu của em thì gồm có hồi, thảo quả và quế hương. Đây là ba cái vị rất là quan trọng trong cái bài mồi thuốc bắc. Nó là ba cái vị cơ bản để làm sao mà chúng ta thu hút được cá đến với ổ mồi của chúng ta. Tiếp hai là khoai lang vàng bóc rối nhé, các cụ nào bóc sạch cũng được, tiết kiệm thì bóc rối cũng được, như thế này là được rồi. Và một bát thóc và một bát ngô, ba hộp sứa. Thì lát nữa thì các cụ đừng rời khỏi video, thì em sẽ hướng dẫn chia sẻ đến các cụ cái công thức để chúng ta làm. Thì để mà làm được một ổ mồi trọn vẹn, chúng ta tự tin để ra hồ chúng ta ngồi ôm để gắp hàng các cụ nhé. Và các cụ đúng như đây này, các cụ có thể nhìn thấy ngô thì em sẽ bung nhé các cụ nhé. Bung cho nó nứt nứt vỏ ra. Khi nào nó nứt là nó đã đạt. Và khi ngô đã nứt rồi thì chúng ta nó sẽ có chừa lại một phần nước như này. Thì chúng ta sẽ cho cái phần thóc còn lại vào để cho nó sôi một lần và chúng ta vần xuống. Chúng ta vần xuống để hạt thóc nó sẽ nở ra. Như vậy là cái phần nước ở đây sẽ không còn lỏng như thế này nữa các cụ nhé. Đây gạo thì các cụ rang nhỏ lửa nhé, rang vàng nhé. Thôi vì đam mê chúng ta cố gắng thôi, vì đam mê. Đã lấn đam mê vào rồi làm sao mà nó để chúng ta tự tin ra hồ các cụ nhé. Các cụ phải rang nhỏ lửa này, rang vàng lên, bao giờ nở nảy tách tách là thành công rồi đấy. Không được rang to lửa, rang cháy quá thì người còn ăn không nổi nữa thì cá chắc cũng không ăn đâu. Các cụ chịu khó rang vàng nhé, rang đều, rang vàng đẹp. Đây là sau khi cái nồi ngô bung cái nứt nứt vỏ vậy. Đây là các cụ nhá, cái nồi ngô nó bung nứt. Đây này, nhìn này. Nó lệch xệch, nó nứt nứt vỏ này. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần hạt thóc vào để mà nấu cho nứt vỏ lần lần cuối nhá, để nó hút khô cái phần nước. Đó, mình sẽ tắt bếp nhá các cụ nhá. Làm thì nó phải làm kỹ phụ. Mình sẽ trộn với cái hạt ngô này. Đấy, sau đó cho nó một lúc nữa hạt thóc này nó sẽ hút hết phần nước. Để các cụ nấu lệt xệt nhé. Để trộn đều lên. Cái hạt thóc với cái phần ngô sẽ được nấu lệt xệt lên. Nó sẽ không còn phần nước nữa nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ủ trên bếp luôn. Trộn đều, ủ trên bếp luôn, nó khoảng 30 phút. Mình sẽ tắt cái bếp, phần dưới này rút hết lửa ra. Đấy, làm kỹ lắm các cụ, đam mê nó thế đấy. Đây, mình sẽ rút lửa ra rồi. Bếp không lên nữa. Mình sẽ ủ trong 30 phút để cho cái hạt thóc ấy nó đảm bảo đủ độ nở, đủ mà thu hút được đồ con cá nhá. Và lát nữa mình sẽ lên mình trộn mồi cho các cụ xem. Ổ mồi nó mình làm thì quá kỳ công luôn. Đây các cụ nhá. Sau khi sản phẩm lên nó làm gạo rang vàng các cụ thấy này. Ăn được luôn nhá, ngô, thóc. Còn nóng. Khoai thì mình đã luộc. Đây này các cụ nhìn thấy bự này. Khoai vàng bự. Rất đẹp luôn rồi. Đây các cụ có thể nhìn thấy này. Đấy. Rất là bở luôn. Bìa khoai thì em sẽ mang đi giã nhá, xay. Còn đây nhé, phần hoa hồi và phần thảo quả đây nhá. Mùi thơm thì không phải nói luôn đây này. Thơm luôn. Rất tuyệt vời. Cho các thành phần này em sẽ trộn lại một ổ mồi và ủ qua một đêm. Nếu như ngày mai có ốc mà phối trộn được càng tốt, nếu không có thì thôi. Nhiều mồi như thế này thì ngày mai em sẽ ra hồ để cùng các cụ coi như là để kiểm nghiệm xem cái bài mồi đơn giản như vậy giá nó chỉ khoảng chỗ khoai này 20.000 này, chỗ này 10.000,
Cứ cho chỗ này 20.000 và chỗ này 20.000 nữa thì một ổ mồi của em. Chỗ này 15.000. 100k. Nếu mà bao móm được các cụ cứ đến tìm em nhé, bao nhiêu em chấp hết nhé. Các cụ cũng theo dõi ổ mồi, ngày mai biển em sẽ thả xuống hồ đây. Video ngắn để cho các cụ tham khảo thôi. Nên nguyên liệu rất đơn giản, nếu các cụ phối hợp được đỗ tương, đỗ xanh, như mùa này đỗ tương, đỗ xanh không hợp. Thì em không có thời gian thì em chỉ vì ban đêm thôi, các cụ thông cảm. Bây em sẽ tiến hành bóp nhé các cụ nhé. Chúng ta sẽ bóp hành khoai, bóp cho nhuyễn. Cái chậu này lớn lắm, bé lớn lắm cụ. Bóp màu khoai sáng. Cụ thiếu, màu khoai rất là sáng vàng luôn. Em sẽ cho cái phần gạo ngâm vào nhé, cái gạo rang ấy, gạo rang vàng ấy. Bây giờ sẽ bóp đều, cái này không giã đâu các cụ nhé. Anh em mà có cái máy đây trộn nó thơm lắm, hết y luôn. Anh em là một cái máy xay ấy thì đây, các cụ khi trộn lên này nó bền, thấy không, thơm cả cái xóm này ngửi luôn đấy. Em đang làm thực hiện bây giờ 11 giờ đêm rồi mà vẫn vậy thôi các cụ. Đây cái phần hồi quế hương thảo quả rang thơm mà em sẽ trộn này thơm lắm, làm này cả cái xóm này ngửi luôn thơm. Mình sẽ ủ nhá, mình sẽ trộn ủ nhá, bóp đều cái bóp. Mình cảm giác là mình cho mồm ăn được luôn á. Em sẽ cho phần thóc bung với thối vào nhé các cụ nhé, còn nóng luôn nhé. Các cụ nên ủ nóng để cho nó lên men, đêm nay mai mình đi câu. Rồi, các cụ nhiệt độ nó khoảng 50 là đẹp, màu nó tươi sáng. Cụ nhìn cái mồi tươi sáng, thích lắm, ngửi nó thơm thơm cả cái xóm luôn ấy. Đêm mà em làm em có thời gian em thực hiện clip này ngại cả xóm luôn ấy, người ta ngửi mùi. Bây giờ mà có 4 con ốc vào đây nữa thì còn gì bằng, thơm đấy, cả 3.000. Bây giờ em sẽ ủ với sữa nhá, sau đó gói lại túi bóng. Có cái mô nền ngày mai em cho ấy thì cũng như mọi khi thôi. Em sẽ dùng một cái sữa Milo này để ủ, để đêm nay lên men. Ủ khoảng, bây giờ đang 10 giờ thì ủ khoảng mấy tiếng rồi đây. Em sẽ bóp ra đây các cụ nhé. Đây, bóp bóp ra để cho nó đều hết đi. Đấy, bóp đều rồi, để trộn đều nhé. Đây cái mồi nền duy nhất của, còn ngày mai mà các cụ muốn thêm ốc thêm nhé, các cụ thêm vào đấy. Chỗ này nó khoảng 4 cân cụ xem nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, ủ một lon sữa Milo thôi để ngày mai sáng lên men ấy nhỉ, cái màu nó sáng. Cái hạt thính thơm cháy mũi luôn, thích lắm. Đấy cụ xem, em làm em tự thực hiện một clip của mình ấy, nên là nhiều khi ấy, nó có gì lỗi các cụ thông cảm. Bài mồi thì miếng cơm manh áo, không phải dễ ai cũng chỉ cho ai đâu, em nói thật với các cụ luôn. Đây cụ thể nhìn thấy cái độ bệt nó này, đấy nó khoảng 4 cân mà em phối hợp với có ốc thì em phối ốc, còn không thì mồi nền thì em cho vào nó vẫn như thế thôi. Bằng này em thả xuống nó thật, em đánh 8 tiếng là tuyệt vời luôn. Các cụ cứ lấy nhiều mồi làm cái gì, em câu chỉ 4 cân 5 cân, một cái túi nhỏ thôi em đánh vào, em đánh
Câu thì em đi câu em câu nhiều đâu. Đấy, một bài mồi như thế tuyệt vời. Ngày mai các cụ hãy chờ cùng em ra hồ và tát hồ thôi, có gì đâu. Đây, em làm mồi đơn giản như vậy, ngày mai em thả như vậy luôn. Đấy, cụ có thể nhìn để ý màu nhé. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Đây này, nó không quá cứng, nó dẻo, nó tuyệt vời thơm. Cái mùa kia thì các cụ có thể thêm vào ít đỗ tương, đỗ xanh, như mùa này thì em không thêm. Mùa này chỉ câu như vậy là tốt lắm rồi. Em mới cho vài hạt sốt mà để cho nó báo điểm mà được không? Đến đây thì em mong các cụ nhé, theo dõi miếng cơm manh áo không ai chỉ cho ai đâu. Nói thật, để mà làm một cái ổ mồi nó hiệu quả thì trải qua rất nhiều năm. Em 10 năm đi câu em còn chưa bao giờ dám nói câu gì luôn. Chả thần thánh như nó có ai muốn hỏi gì qua đây lực chấp hết luôn các cụ nhé. Đây anh em nhé, sau khi mình đã trộn ổ cái ổ mồi rồi đây, anh em có thể nhìn thấy đây. Đây, tuyệt vời quá nhiều luôn đây, mùi khoai, mùi. Vâng, và đây là thành quả của một ổ mồi khi em đã làm rồi. Và bây giờ chỉ việc đậy kín vào và chờ sáng ngày mai chúng ta mang ra hồ lăn xuống và ngồi ôm thôi. Cuối cùng nhé, chúc các cụ làm những ổ mồi thành công để gắp được nhiều hàng các cụ nhé. Cảm ơn các cụ đã theo dõi video. À, các cụ nhớ để lại comment ý tưởng của mình bên phần bên dưới video để thì chào hỏi nhau cũng như là góp ý thêm để cho em có những cái bài mồi hay hơn nữa. Trân trọng cảm ơn các cụ.